Đây là bộ cần câu mới xong các bạn ha. Đây thì ghe này là ghe chùa Bần Cốc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là ghe này là do thợ Danh Tùng đóng ha. Đó, do thợ Danh Tùng đóng. Thì ghe mới buộc cần câu xong luôn mà. Mới buộc cần câu xong luôn. Thì cầu thủ chuẩn bị xuống ghe từ tốc độ luôn ha. Đó. Ừ. Rồi đó, mưa dần ngại hết dẫn đó. Chân dần má này, phòng quần phim. À, khán giả bên kia quá đông luôn rồi. Khán giả quá đông rồi bên kia chơi. Quá đông khán giả luôn rồi. Hai ghe lần á. Thế hai ghe mà. Bởi vì khán giả đông rồi. Thế hai ghe. Kéo hết đá coi số 7 kia tới đâu. Tới đâu rồi. Ồ, quá đông khán giả rồi. Khán giả phía bên kia quá đông rồi. À, quận viên khoảng hơn 100 quận viên, gần 200 quận viên luôn, quá trời đông luôn rồi. Thì ghe này do Vinh Tùng đóng em. Vinh Tùng mới buộc cần câu xong luôn nè. Đó. Hả? Mới buộc cần câu xong luôn. Chuẩn bị thử tốc độ luôn. Ghe đó đẹp lắm bạn, ghe này thằng câu cọc này gần quá trời gần luôn, câu sao quá gần luôn. Ừ, ừ, gần quá trời gần luôn. Là chiếc đóng mới nha. Chiếc mới của do ngày nhà em toàn đóng, chiếc mới luôn nè. Quá trời ngốc, không quay hả? Chèn sát đó mà luôn luôn à, tôi luôn luôn à, tôi á quá đẹp luôn. Cò tôi, ờ cò tôi. Ta xem luôn ấy chi còn đông quán tạo phạt học liên á. Ở đó dính tạo rồi chắc bơi xuống này à, dính tạo 3-4 chiếc là sao bơi. Ừ, bơi xuống dưới. Đây ghe ngò của chùa Bần Cốc Phú Mỹ, Mỹ Tú, Sóc Trăng. Khán giả bên này ra đây, đây luôn, khán giả đây bờ kè luôn hả? Này Bần Cốc làm nấu lòn đi. Dòng sông Mắp Rô sớm nhất hả? Sớm nhất à, một đội ghe ra sớm nhất tại dòng sông Mắp Rô luôn. Bần Cốc à, năm nay chủ nhà Clan chưa ra nha. Chủ nhà Clan tầm phó nói gần tới mới ra. Tầm phó nói gần tới mới ra. Ừ. Chưa đâu. Phó nói năm nay là cho kéo gạch rồi. Đổi phương án. Quá trời khán giả rồi phía bên kia xong. Hai bên bờ kè. Đó, khởi động rồi, xuống ghe chơi luôn rồi. Phía bên kia khởi động rồi. Say lơ muộm luôn nè. Ba ra say muộm luôn nè. Cho tức á. Ừ. Rồi đau họng không qua gì không hết luôn. Khò khe khò khe. Đó. Lọn mó. Mãi mà đòi đó. Đó là. Ghê quá đẹp luôn. Bên kia là cầu thủ đang khởi động. Quá đẹp chiếc ghe. Mà ghe của chùa Khlang còn đẹp nữa nhưng mà chưa xuống. Rồi các quân nhân đang khởi động ha. Đang khởi động. Hả? Xài phía. À.
thiện đúng á, có bà dân đúng luôn á. Đây thì đang lội nước nè, mỗi ngày không có ghe ngò không xuống nè, bữa nay có ghe ngò xuống dưới luôn nè. Đam mê. Ngoài ghe ngò chùa Thống Núp, đi cho anh đi chào ngoại rồi đi, chào ngoại đi. Hạt đấy nó mình dạy cho nó tuyệt nè cái đấy. Ngày xưa tí mình tuyệt chỗ chích chích tao đã lấy hay nấu bàn thước câu đứng đâu cái nấu dài dài xua lên tầm và của nó bạn đi tuyệt tuyệt nè cái ẩm và tầng đi bạn ơi có chọc á luộc mùi nhọc luôn hả hàng nước là bột xiên cũng bột xiên bột bột tay cái nào luôn. Đầu lái nó đẹp luôn ghê này. Vừa luôn. Không cao không thấp luôn. Cái này là kê theo chiếc cơ của ngày nhiên vũ đóng luôn. Thứ Vậy là cầu thủ xuống ghe luôn mà ha. Xuống ghe nè. Cắt uống đường viên xuống ghe. Bằng cốc Thái Lan. Bằng cốc Thái Lan à. Bằng cốc Thái Lan. Nói chung là ăn được rồi bà. Không ăn được cho mà phải chín. Hả? Có cái nữa. Sùng. Lương. Lương. Năm nay xuống ba ghe. Hai nam một nữ như cũ. Ba, Túc Bay. Tình Úc hai nam một nữ. Hai nam một nữ. Dạ, giống 10 năm mà. Năm nay 10 ghe. Năm nay tới 9 10 ghe lận. Dạ. Dạ. giống cù lao dung năm rồi đó con dễ ăn vậy tới dưa đường quay vòng vòng đó như vòng vòng vậy đó. À bác này nó đúng nè, hai chiếc cũng dễ ăn nè. Ông ăn thì ông nhất tôi đủ thua tôi.